Rồi, hello, chào mừng quý chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng xe máy ở Bình Dương nha anh chị. Chuyên về những mẫu xe cổ điển nè, với lại là xe đi làm có đầy đủ luôn nha anh chị các bạn ơi. Cửa hàng xe của anh Vinh Béo nha anh chị. Hôm nay thì anh có chương trình xả lỗ các cái mẫu xe mà chẳng hạn như là SuGZ nè, Gebel nè anh chị các bạn. Những mẫu xe cổ điển á, thì anh chị các bạn mình chi tiết như thế nào thì mình có thể trực tiếp mình gặp anh chủ cửa hàng nè, để anh chi tiết về cách mua bán cũng như là địa chỉ cửa hàng luôn nha anh chị. Rồi, chào anh. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Thì xin chào tất cả anh em trên toàn tổ quốc nhé. Thì hôm nay tiếp tục mình lại review một số những dòng xe trong cửa hàng, cũng như xe cỏ, xe mô tô hoặc xe tay ga, xe 50. Đó, này thì cũng có chương trình giảm giá mạnh cho đầu tháng 10 nhé. Hôm nay là ngày đầu tháng 10. Chúc tất cả anh em một ngày mới, tháng mới vui vẻ hạnh phúc nhé. Mình là cửa hàng Vinh Béo anh em nhé. Địa chỉ thì lô TC19, đường 22 tháng 12, An Phú, Thuận An, Bình Dương. Hướng ngược lên khoảng 800m là gặp vòng xoay An Phú. Còn hướng ngược lại là 3 cây số là gặp ngã tư Đất Thánh anh em nhé. Ngã tư Đất Thánh. Anh em muốn biết chi tiết cụ thể có thể kết bạn Zalo với số điện thoại của mình là 0965145779. Kết bạn Zalo mình sẽ gửi định vị cho anh em chạy tới cửa hàng nhé. Đó, cửa hàng này rất là rộng rãi, xe rất nhiều. Cho anh em chạy trên đường là nhìn thấy cửa hàng rồi. Hôm nay mình thì cũng còn trả góp với lại là ship xe ha. Đó, đúng rồi, vẫn có trả góp này. Đấy, ship xe toàn quốc, bao lọ số cho anh em luôn. Dạ. Đó, anh em chỉ cần có mang căn cước đến cửa hàng là mình có thể góp và lấy xe về nhá, trong vòng 15 phút nhận xe anh em nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay từ cái hàng xe cỏ đến hàng mô tô. Lên mô tô là mình xả lỗ mạnh cho anh em luôn. Để lấy tiền đáo hạn ngân hàng anh em nhá. Còn 2 tuần nữa thôi là đến đáo hạn ngân hàng rồi. Mình xả hết mô tô để lấy tiền đáo hạn ngân hàng. Cho anh em mình cứ thích chừng nào có liên hệ trực tiếp cho mình hoặc là gọi trực tiếp cho mình nhé, mình sẽ giảm giá mạnh cho anh em mình luôn. Rồi, okay, bây giờ bắt đầu quay từ cái hàng xe cỏ vào anh em nhé. Đấy, xăm xe nha anh chị các bạn ơi. Em từ đây giờ vô đây anh. Đầu tiên là chiếc Suzuki V3 của Thái hai đĩa anh em nhé. Xe này là xe của Thái hai đĩa anh em. Biển số là 93 Bình Phước này. Đang để cho anh em với giá chiếc này là 12 triệu anh em nhé. 12 triệu. Đó. Đây là nguyên bản của nó là đĩa trước đĩa sau nha anh chị các bạn. V3 của Thái hai đĩa anh em ơi. Máy móc chạy rất là ngon, rất là sướng nhé. Tiếp theo là một chiếc Suzuki Smart 110. Chiếc này thì mang biển số 60 Đồng Nai. Máy móc zin, giấy tờ đầy đủ anh em nhé. Đang để cho em với giá là 8 triệu anh em nhé. 8 triệu. Xe là máy móc ok, xe chạy ngon. Xe rồi, trong cửa hàng là giấy tờ đầy đủ hết nhé. Xe nào cũng có giấy tờ đầy đủ hết. Một xe là có bảo hành đầy đủ cho anh em nhé. Đó. Chiếc này là biển số 66 Đồng Tháp này. Đang để cho em với giá là 6 triệu nhé. Đó, một chiếc xe quay 6 triệu biển số 66 Đồng Tháp nhé. Đó, anh em mình cứ xem nếu mà thích chiếc nào cứ chụp hình gửi qua Zalo cho mình. Đó, mình sẽ quay video hoặc chụp hình chi tiết gửi cho anh em. Anh em ở xa có thể là chốt đơn cọc thì mình sẽ gửi xe cho anh em nhé. Còn ở gần thì mình có thể chạy tới cửa hàng xem trực tiếp luôn cũng được. Chiếc này là chiếc SYM nhé. Đó, chiếc này biển số 37. Biển 37 để cho anh em với giá là 5 triệu rưỡi anh em nhé. 5 triệu rưỡi này. Anh em mua về đi làm hay là đi nhậu đi chơi là rất ok, máy móc êm nhá anh em nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Way 50 này. Way 50 đời mới bây giờ nhá. Biển số 67 An Giang. Đó, biển số 67 An Giang anh em nhé. Đang để cho em với giá chiếc này là 11 triệu 300 nhé. Đó, máy móc nói chung là rất ok. Xe khá mới, khá đẹp luôn anh em nhé. 11 triệu 300. Và tiếp theo là một chiếc xe coupe anh em ơi. Xe coupe biển số 59 Sài Gòn. Đang để cho em với giá chiếc này là 7 triệu 500 nhé. Xe coupe 7 triệu 500 luôn. Cúp nhỏ gọn nè. Rồi, tiếp tục nha anh chị. Cúp 50. Tiếp theo một chiếc xe coupe cánh nhánh ngày xưa này, Honda cánh nhánh ngày xưa đó. Chiếc này mang biển số 81 Gia Lai. Đang để cho em với giá là 5 triệu nhé. 5 triệu cho anh em nhé. Alo. Tôi bắt đi nhé, có gửi cái video, có gửi cái đoạn đấy. Đang quay nhé. Quay YouTube đó. Ở đây có quay GS nha anh chị các bạn. Tiếp theo là một chiếc quay GS này anh em. Biển số 61 Đồng Nai. Hoặc quay 61 Bình Dương anh em. Đang để cho em với giá là 11 triệu nhá. Đó, xe đẹp 11 triệu nha anh em. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo là một chiếc Sirius này.
Chiếc Sirius này mang biển số 38 đang để cho em với giá là 12 năm này. Đó. Xe là mấy xe Sirius là đời cao anh em nhá. Xe đẹp máy em đời cao để cho em với giá là 12 năm. Chiếc bên này cũng biển số 60 Đồng Nai luôn. 60 Đồng Nai để cho anh em đồng giá là 12 năm luôn anh em. Mâm đĩa luôn nha anh chị các bạn. Đó, mâm đĩa hết anh em, toàn mâm đĩa hết 12 năm nha anh em nhá. Và chiếc màu trắng này biển số 70 Tây Linh cũng đồng giá cho anh em 12 năm luôn anh em. Đó. Xe đẹp máy 12 năm luôn anh em. Rồi, tiếp theo vô bên trong chị ơi, đây có Suzuki GZ 150A màu đỏ nè. Màu đỏ, màu đen mình cũng còn ha anh Vinh. Có màu đỏ, màu đen có luôn anh em nhé. Đây thì nói thẳng ra thì cũng đang kẹt tiền để đáo hạn ngân hàng. Đấy, kẹt tiền đáo hạn ngân hàng cho nên mình sẽ xả một số mô tô phân khối lớn trong này. Đó để cho anh em nào mà thích đam mê những dòng mô tô thì liên hệ trực tiếp cho cửa hàng nhé. Toàn đời mới hết xe mới chạy có mấy ngàn cây thôi, 3.000, 5.000 cây à. Còn xe lướt nhá, bên là màu đỏ này. Bên trong là có những rất nhiều mô tô như có gì beo 125, 150, 170. Xả cho anh em nhé. Đó. Chiếc này thì là biển số 86 Bình Thuận anh em nhé. Đó, xe đẹp máy êm. Mới chạy có hơn 3.000 cây xe lướt anh em nhé. Hàng này bây giờ nó cũng giống như hàng tiệt chủng rồi, không sản xuất nữa. Anh nào đam mê thì mình mua một chiếc về uống cà phê sở hữu nhé. Bao đẹp cho anh em luôn. Đang để cho em với giá chiếc này là 62 triệu nhé. Đó, xe bao đẹp cho anh em luôn. Đấy. 62 triệu. Xe lướt, xe mới tinh luôn anh em nhé. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo một chiếc màu đỏ kế bên biển số 83 Sóc Trăng. Đó, toàn xe mới, xe lướt nhé. Con này cũng chạy hơn 3.000 anh em nhé. Đang đợi cho anh em với giá chiếc này là 63 triệu này. Đó. 63 triệu, xe lướt, xe đẹp luôn. Xe là còn nguyên bản zin theo xe toàn bộ nha anh chị các bạn. Nguyên bản zin theo xe hết luôn. Có vô thêm một số đèn hay đồ chơi các thứ anh em nhé. Đó, quá đẹp cho anh em luôn. Và tiếp theo một chiếc màu đỏ nữa biển số 60 Đồng Nai. Chiếc này thì đang để cho em với giá là đồng giá là 63 triệu luôn anh em nhé. Xe quá đẹp, quá mới cho anh em luôn. Rồi, xe này có siêu đẹp anh em nhé. Phía giữa này, đó, các bạn. Có thùng thiếc lên, nói chung là lên đồ chơi các thứ chống đứng đầy đủ cho anh em hết rồi. Xe là bao lướt, bao đẹp cho anh em luôn. Tiếp theo một chiếc GZ màu đỏ, chiếc này biển số 94. Con này thì đang để cho em với giá là 57 triệu anh em nhé. Đó, 57 triệu. Bao đẹp, bao mới cho anh em luôn. 57 triệu cho anh em. Quá đẹp, quá mới luôn anh em ơi. Tiếp theo một chiếc Vario màu xanh. Vario màu xanh nhá anh em nhá. Đó, chiếc này cũng khá đẹp luôn. Đang để cho em với giá chiếc này là 31 triệu nhá. Đó, xe quá đẹp luôn anh em. 31 triệu một chiếc màu xanh. Vario mẫu mới nhá. Và tiếp theo là một chiếc Vario màu đỏ biển số 67 An Giang. Chiếc này đang để cho em với giá là 35 triệu này. Đó, bao đẹp bao mới cho anh em luôn, 35 triệu nhá. Đấy, ở phía sau là còn rất là nhiều mô tô nha anh chị các bạn. Đó, thì mình sẽ xem từ vài lần lượt vài vô nha anh chị ơi. Anh em cứ từ từ mình theo dõi hết video nhá. Rất nhiều xe nên mình sẽ quay từng hàng một cho anh em mình dễ coi, dễ tham khảo nhá. Và tiếp theo một chiếc Vision này, mẫu mới là phiên bản đời mới giờ luôn này. Biển số 86 Bình Thuận. Đang để cho em với giá chiếc này là 28 năm nhá. Đó, phiên bản mới bây giờ luôn anh em ơi. Rồi, quá đẹp anh em nhé. Mới chạy có mấy ngàn cây như xe mới luôn. Tiếp theo một chiếc Vision với biển số 68 Kiên Giang. Chiếc này đang để cho em với giá là 20 triệu 500. Đó, 20 triệu 500 ngàn đồng nhé. Bao mới bao đẹp cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo một chiếc Vision màu xanh biển số 63. Chiếc này để cho anh em với giá là 19 năm này. 19 năm anh em nhé. Xe đẹp luôn. Quá mới, quá đẹp cho anh em luôn. Con này mình để nhiêu theo... hả? 20 ạ. Cái này để cho em giá 19 năm nhá. À, 19 năm. Đúng rồi. Rồi, đen nhám luôn. Một chiếc màu đen nhám này biển số 71 Bến Tre. À, chiếc này đang để cho em với giá là 20 luôn nhá. Đó, 20 triệu luôn anh em. Đây còn SH Note đây nè. Còn SH Mo. Chiếc này biển số 61 Bình Dương. Đang để cho em với giá là 37 năm nhá. Đấy, biển số Bình Dương 37 năm anh em ơi. Và tiếp theo là một chiếc Lít nhé. Chiếc Lít biển số 59 Sài Gòn. Đang để cho em với giá là 16 triệu nhé. Đó, 16 triệu luôn anh em. Đó, rồi, tiếp tục cho anh em luôn. Và dài vô đây tiếp tục là mình là quay với dòng dư xe côn cho các anh em nhé. Đó, đầu tiên là chiếc Sirius này. Đời mới độ kiểng nhé. Xe này cũng có kiểng sơ sơ kiểng nhẹ anh em này. Biển số 66 Đồng Tháp. Đang để cho em với giá là 13 triệu 600 nhé. Đó,
khá đẹp luôn anh em. Lắp đồ chơi kiểu rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đúng rồi, rất là đẹp. 13.600.000 anh em. Nó lên phuộc các thứ này. Tiếp theo một chiếc Aet 150 Indo Bắc Kinh nhá. Đấy, con này của Indo Bắc Kinh, biển số 70 Tây Linh. À, chiếc này khá đẹp luôn anh em. Đang để cho em với giá chiếc này là 20.500.000. Đó, của Indo anh em nhé. Dòng này chạy rất là sướng luôn. Máy móc bao engine em cho anh em luôn. 20.500.000. Dài vô đây là một chiếc Aet 155, biển số 85. Chiếc này biển số 85 anh em nhé. Khóa ga xe cực kỳ đẹp luôn anh em. Đang để cho em với giá là 29.900.000 nhá. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn anh em. 155 mà có hai máy à anh em. Khá mềm nhá. 155, khóa ga luôn, 29.900.000 anh em nhá. Tiếp theo một chiếc Aet nữa này anh em ơi, biển số 68 Kiên Giang. Chiếc này đèn led đang để cho em với giá là 22.000.000 nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn anh em. 68 Kiên Giang. Tem 3D khá là đẹp luôn. Tem 3D từ trong hãng anh chị các bạn. Đẹp luôn. Tem 3D khá đẹp luôn anh em. Đây Vision còn đây nữa này. Tiếp theo Vision biển số 62 Long An. Chiếc này đang để cho em với giá là 20.500.000 anh em nhé. Đấy, màu trắng, đời cao, 20.500.000 anh em. Tiếp theo một chiếc Vision, đấy, đời thấp hơn, biển số 61 Bình Dương, đang để cho em với giá là 12.500.000 này. Vision đầy đầu nè anh em. Đó, 12.500.000 anh em nhé. Xe cực kỳ đẹp, máy móc êm luôn. 12 năm. Anh em nào thiện chí mua thì xuống cửa hàng mình vẫn bớt lọc lá cho anh em. Giá mình đưa ra nhưng mà vẫn bớt lọc lá cho anh em nhé, anh em đừng có ngại. Đó, xuống cửa hàng mua xe thích xe nào, mình vẫn bớt thêm cho anh em chút lọc lá nhé. Rồi, ok. Đó, số hotline của mình thì 0965145779, anh em gọi trực tiếp qua đó hoặc kết bạn qua đó, mình sẽ gửi vị trí cho anh em chạy xuống nhá. Rồi, tiếp theo một chiếc Vision màu đỏ đây anh em nhé. Vision màu đỏ biển số 60 Đồng Nai. Trước này cũng đang để cho em với giá là 20.000.000 anh em nhé. 20.000.000 cho một chiếc Vision màu đỏ, cực kỳ đẹp luôn anh em. Tiếp theo Vision màu xám xi măng biển số 70 Tây Linh, để cho anh em với giá là 18 nhé. Chiếc này đợi anh em 18.000.000 này. Xám xi măng rất là đẹp luôn nha anh chị các bạn, còn mới lắm. Rồi, màu đỏ. Tiếp theo Vision màu đỏ đây là biển số 61 Bình Dương này. Chiếc này biển số 61 Bình Dương, để cho em giá là 21.500.000 nhé. Bao đẹp bao mới cho anh em luôn, 21.500.000. Rồi, tiếp tục mô tô. Tiếp theo là mấy con mô tô Honda Shadow 150, biển số là 686 Bình Thuận này. Đang để cho em với giá chiếc này là 36.000.000 nhé. 36.000.000 anh em. Honda Shadow 150 nha, xe xe nha anh em. Bao đẹp, bao mới cho anh em luôn. Tiếp theo là Yamaha IB 125 này. Chiếc này biển số 72 Vũng Tàu. Đó, chiếc này đang để cho em với giá là 31.000.000 nhé. Bao đẹp, bao mới cho anh em, 31.000.000. 31.000.000 anh em nhé. Xe cực đẹp, cực mới luôn, máy móc zin êm. IB chạy rất là sướng luôn anh em. Rồi, tiếp theo là CB. Honda CB Vera biển số 60 Đồng Nai, 150cc FI nhé. Con này biển số 60 đang để cho em với giá là 34.000.000 anh em nhé. Còn cặp luôn này, 34.000.000 này đồng giá luôn. Trước này biển số 59 Sài Gòn cũng đồng giá luôn, 34.000.000 luôn anh em. Cái này 150 chạy rất là sướng anh em. Mấy mẫu xe này đi cực kỳ bền luôn nha anh chị các bạn. Nó Honda mà chạy sướng lắm anh em. 34.000.000 một chiếc nhé. Đó, đồng giá 2 chiếc luôn anh em. Xe còn sạch sẽ liền lạc. Ở đây còn GZ50A nữa nè. Đó, còn mấy chiếc đây anh em nhé. Mô tô còn dài dài cho mình nữa. Còn nhiều lắm anh em ơi. Dài vô phía trong luôn. Tiếp theo một chiếc GZ nữa nè. Đấy, màu đen, biển số 72 Vũng Tàu. Xe khá đẹp luôn anh em ơi. Đấy, lên cảng lên biết tầm 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 đồ chơi cho anh em. Chiếc đang để cho em với giá là 51.000.000 anh em nhé. Đó, chiếc để cho em giá là 51.000.000 này. Bao đẹp bao mới cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo một chiếc màu đen biển số 72 Vũng Tàu nữa. 72 Vũng Tàu. Chiếc này thì để cho em với giá là 50 nhá. 50 củ luôn anh em. Bao đẹp bao mới cho anh em luôn này. Thùng tựa lưng cản trước là còn đầy đủ theo xe nha. Nói chung vậy là xe cánh là cánh zin luôn. Zin nguyên bản, máy móc zin nguyên bản, xe đẹp anh em nhá. Đó, chiếc kế bên này cũng vậy luôn, biển số 72 Vũng Tàu luôn. Chiếc này để cho em với giá là 53 nhá. 53.000.000 này, 72 Vũng Tàu luôn anh em. 53.000.000 luôn.
Rồi tiếp tục đây mình xem hàng này luôn nha anh chị. Tiếp theo là mấy con Future anh em nhé. Future Net, Future Bọc, Future 1, tùm lum các kiểu luôn anh em. Đầu tiên là chiếc màu xanh này, biển số 81 Gia Lai này, đang để nhân với giá là 22.500.000 này. 22.500, xe bao đẹp cho anh em luôn. Cái chiếc cái bên biển số 86 này đồng giá luôn 22.500 luôn anh em. 22.500 luôn. Đây nhám. Rồi tiếp theo là Future Book này, biển số 94. Chiếc để cho anh em với giá là 18 nhá. 18.000.000, xe cực kỳ đẹp luôn anh em. Bánh mâm thắng đĩa luôn nha anh chị các bạn. Bánh mâm thắng đĩa hết luôn, con nào bánh mâm đĩa hết, máy móc gì đêm nhá. Và tiếp theo là một chiếc màu cũng phu trò luôn, biển số 83 Sóc Trăng. Chiếc này để cho em với giá là 18 nhá. Màu xám bạc nha chị. 18. Màu xám cực kỳ đẹp luôn anh em. Xám đen. Rồi, tiếp theo là một chiếc Future 1. Future 1 màu đỏ anh em nhá. Future thường gọi là Future cá mập nè anh chị các bạn. Hàng này cũng rất nhiều người kiếm mà chạy máy chạy rất là sướng luôn anh em, biển số 59 Sài Gòn luôn. Đang để cho em với giá là 13.500.000 nhá. Chạy cực kỳ ngon luôn anh em. 13.500.000 chạy bao phê luôn. Máy nó bền lắm anh em. Đúng rồi, dòng này máy chạy rất là bền luôn anh em. Đầm im, chạy rất là mượt. Tiếp tục là tiếp theo là một chiếc đèn mười đèn nét này. Đèn nét trên này biển số 61 Bình Dương. Đang để cho em với giá là 21.500.000 này. Đó, đèn nét. Đó anh em, 21.500.000 nhá, xe cực kỳ đẹp luôn anh em. Chiếc kế bên này cũng đèn nét luôn, biển số 18 này. Cái này thì để cho em với giá là 21.000.000 này. Đấy, xe cực kỳ đẹp nhá, 21 đèn nét luôn anh em. Quá rẻ luôn anh em ơi, 21 củ thôi. Tiếp theo là một chiếc Gẹt 150 màu xanh, biển số 74. Chiếc này mang biển số 74 này. Đang để cho em với giá là 17.500 anh em nhé. 17.500. Anh em nào thiện chí liên hệ trực tiếp cho mình số online 0965 145779 nhé. Có hỗ trợ trả góp ship xe toàn quốc bao lợi xấu cho anh em luôn. Tiếp theo một chiếc Gẹt màu trắng 150 biển số 68 này. Để cho em với giá là 18 củ nhé. Đó, 18 củ luôn anh em. Bao đẹp bao mới luôn. Rồi, đây còn một chiếc dây đơ mới về này. Mới về luôn. Xả cho anh em luôn nhá. 15 củ luôn anh em. Mới về chưa có rửa. Đó, 68 rồi. 15 triệu à. Đúng rồi, 15 củ cho anh em nào chốt đơn này, mới lấy về chưa có rửa này. Cái đơn này FI đúng không ạ? Đúng rồi, FI full sơn điện tử luôn. Chứ không phải là xăng cơ đâu nhá. Giá sổ cho anh em luôn, chưa có rửa giấy gì luôn á. Rồi, Solid. Và tiếp theo là Solid này. Đấy, mấy cái này mẫu đời mới rồi nhá, đời mới màu mâm trắng đỏ cực kỳ đẹp luôn nha. Biển số 94. Đấy, trước này thì đang để cho em với giá là 26 củ nhá. 26 củ. Tiếp theo là Raider. Raider màu đen. Biển số 61 Bình Dương. Đang để con này cho anh em giá là 21.500. 21.500 anh em nhá. Bao đẹp cho anh em luôn. Trước kế bên thì xe đẹp hơn. Raider màu đời mới xe đẹp hơn. Đấy, xe mới đi có mấy ngàn cây à. Biển số 67 An Giang luôn. Đang để cho em với giá là con này là 22.500.000. 22.500 anh em nhé. Đó, rồi, cho anh em. Honda Sonet tiếp tục nè. Tiếp tục Solid, còn hai chiếc này nữa, biển số 72 Vũng Tàu. Để cho em 26 củ luôn anh em. 26 củ nhá. Bao đẹp bao mới cho anh em luôn. Như bản trắng đỏ ghê xin nè anh chị. Đó, cực kỳ đẹp anh em nhé. Đây ngày xưa mua cái này hồi nó mới ra là tầm khoảng 60 củ á. Mà mới đi được có hơn 15 mà. Giờ xuống còn có hơn 20 củ đâu anh em. Quá rẻ cho anh em mình chơi luôn. Chiếc này biển số 69 Cà Mau này. 26 củ luôn anh em. Đó. Đồng giá 26 luôn. Quá đẹp nhá. Lỗ hơn một nửa so với xe mới luôn. Đây tiếp theo là Winner bản V2 V2 này. Winner V2 em nhá. Chiếc này biển số 68 Kiên Giang. Đang để cho em với giá là 19 củ nhá. Đó, 19 củ luôn anh em. Như bản tháng ABS nha anh chị. Đúng rồi, cực kỳ đẹp luôn anh em. Rồi, chiếc kế bên này cũng vậy luôn. Biển số 74 này, 19 củ đồng giá luôn anh em. Đồng giá 19 củ luôn. Bao đẹp con cho anh em luôn à. Màu xanh cũng khá đẹp. Tiếp theo là Winner V1 anh em nhé. Winner V1 thì trước này biển số 60 Đồng Nai. Để cho em với giá là 17 nhé. 17 củ anh em. Hàng này chạy rất là ngon luôn anh em. FI full xăng điện tử 150 chạy rất là sướng luôn anh em. Winner dòng này là gọn nhất luôn anh chị. Trong dòng nó là gọn nhất. Sau đó thằng V2, sau đó thằng V3. V3 nó hơi cồng cành xíu. Đây GZ tiếp tục. Tiếp theo GZ màu đen anh em ơi. Chiếc này thì mang biển số 68 Kiên Giang. Thì chiếc này đang để cho em với giá là 52 củ nhá. 52 triệu cho anh em. Đó.
đang xả mạnh cho anh em để lấy tiền đáo hạn ngân hàng. Đó thì trên live thì có báo giá rồi, anh em thiện chí thì xuống trực tiếp liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Đó mình thể giảm giá trong một thời gian ngắn anh em nhé. Đó. Tiếp theo là chiếc này biển số 67 An Giang. 67 An Giang này, chiếc này mình đang để cho với giá là 46 triệu này. 46 nha anh em nhé. Thùng tới lưng còn đầy đủ luôn, nước đầy đủ hết, xe đẹp nhá, 46 triệu cho anh em này. Máy móc là zin em tất cả, con nào máy móc zin em hết luôn. Tiếp theo là gì, Beo 125. Này là phiên bản đặc biệt, đời mới rồi luôn ấy. Đời nó 2017-18 này. Rồi là lốc hột xoàng nhá. 125 là hàng này là có kết nước luôn anh em. Đấy, 3 tháng đĩa, 2 đĩa đằng trước, 1 đĩa đằng sau. Biển số 90. Chiếc này đang để cho em với giá là 36 củ này. Đó, xả cho anh em này. 36 nhá. Rồi, ghế Beo thì tiếp tục nữa này. Tiếp theo một chiếc gì Beo này là 150 đây anh em này. 150 chiếc này là có kết nước nhá, biển số 72 Vũng Tàu. Xe này cũng là khá đẹp luôn anh em, máy móc zin. Đang để cho em với giá chiếc này là 33 triệu nhá. 33 triệu luôn anh em. Tiếp theo là một gì Beo 170 này. 170 nó có thùng thiếc đầy đủ anh em nhá, xe đẹp luôn. Biển số 72 Vũng Tàu luôn. Đang để cho em với giá chiếc này là 36 triệu này. Đó, 170. 36 triệu cho anh em luôn. Khá đẹp cho anh em. Anh em nào thích mô tô thì chốt đơn ngay cho cửa hàng nhá. Đó, trong 1 2 tuần này là mình đang xả lỗ mạnh cho anh em để lấy tiền đáo hạn ngân hàng á. Anh em thích là chốt đơn luôn anh em nhá. Chứ qua 1 2 tuần thì giá là không còn như vậy anh em nhá. Tiếp theo là một chiếc 72 Vũng Tàu này, GZ 125 này, 72 Vũng Tàu. Chiếc này đang để cho em với giá là 31 triệu luôn này. Đó, cực kỳ đẹp luôn anh em, 31 triệu nhá. Xả mạnh cho anh em bà con có bắt gần xa mình luôn. Rồi, đây tiếp tục xe tay ga anh chị ơi. Còn tiếp tục xe tay ga là AB này. Đấy, mô tô vẫn còn anh em nhé. AB 210 FI full xăng điện tử, còn hai chiếc màu đỏ anh em nhé. Chiếc này biển số 55 Sài Gòn. Để cho anh em giá là 12.8 này. Đó, 12.8. Chiếc này biển số 59 Sài Gòn. Đồng giá 12.8 luôn cho anh em này. FI full xăng điện tử, không hao xăng anh em nhé. Chạy rất là sướng luôn. Tiếp theo là một chiếc AB010 FI lên Thái mà lên rất nhiều đồ chơi rồi anh em. Cái tiền dọn con này nó phải mất tầm khoảng hơn 10 triệu rồi anh em nhé. Đấy, chiếc này mang biển số 49 này. Này đang để cho em với giá là 20.500. Đó. Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn anh em. Xe này dọn khá nhiều nhá, lên đồ chơi cực kỳ nhiều luôn anh em. 20.500, xe cực kỳ đẹp nhá. Rồi, tiếp theo AB. Tiếp theo là một chiếc AB mắt cú đời 2014 này. Biển số 72 Vũng Tàu. Này đang để cho em với giá là 16 củ anh em nhé. Máy móc zin em giấy tờ đầy đủ luôn, 16 củ cho anh em. Anh em nào thích xe nào thì liên hệ trực tiếp cho mình. Giá thì còn thương lượng cho anh em nhé. Yeah. Liên hệ trực tiếp cửa hàng Vinh Béo gần vòng xoay Phú Thuận An Bình Dương. Hỗ trợ trả góp ship xe toàn quốc cho anh em luôn. Đây là chiếc AB đầu châu anh em ơi, biển số 60 Đồng Nai. Xe còn đẹp tới 90% luôn anh em. Nó tùy theo xe và tiền nào của đó nhé. Có nhiều chiếc như này họ thì bán tầm khoảng 10 triệu cũng có, 11 triệu cũng có. Nhưng mà đối với những cái dòng xe xấu, xe không đẹp, còn chiếc này xe đẹp thì giá của nó là 12.8 anh em nhé. Đó, xe đẹp. Nói chung mình mua xe thì nói chung là tiền nào của đó thôi anh em. Cái xe xấu thì là tiền nó ít, còn xe đẹp thì tiền nó cao hơn 1-2 triệu là chuyện bình thường. Cho anh em mà mình lên coi like thì mình đừng có so sánh là xe rẻ hay xe đắt anh em nhé. Nó tùy theo xe và tùy theo chất lượng của xe. Dạ đúng mình rồi. Tới đúng mình coi trực tiếp cho nó dễ nhé. Chiếc này là AB màu trắng biển số 94. Biển số 94 đây anh em nhé. Đang để cho em với giá chiếc này là 21 triệu nhé. Đó, xe khá đẹp luôn anh em, 21 triệu này. Và tiếp theo một chiếc màu đen nhám này, phiên bản đặc biệt anh em, biển số 70 Tây Linh. Thì chiếc này đang để cho em với giá là 25 nhé. 25 triệu. Phiên bản đặc biệt luôn anh em. Xe cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Và tiếp theo chiếc Luviad biển số 72 Vũng Tàu. Thì đang để cho em với giá là 10 triệu 500 nhé. 10 triệu 500 FI full xăng điện tử luôn anh em. Tiền nào của đó anh em nhé. 8 triệu cũng có, 9 triệu cũng có, nhưng mà giá này nó đẹp hơn, ngon hơn nhá. Rồi, tiếp theo nha chị ơi, đây, lần lượt mình xem từ đây dài qua bên kia là có mô tô luôn nha anh em. Đó, tiếp theo là một chiếc xe tay ga 50. Đời mới bây giờ luôn anh em nhá. Đó, phiên bản mới bây giờ này, dành cho các em học sinh đi học này. Trước này mang biển số 61 Bình Dương nhá, còn mới 95%. Đang để cho với giá trước này là 16 triệu nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Y chang xe mới luôn. 16 củ nhá. Kiểu dáng là y như Vespa luôn á chị. Y Vespa luôn mà xe 50 dành cho học sinh nhá.
Đây. Tiếp theo một chiếc Janus biển số 59 Sài Gòn, xe được nhúng carbon nguyên xe luôn. Đó, nhúng carbon từ đầu đến đuôi luôn anh em, biển số Sài Gòn khóa ga nhá. Đang đợi cho em với giá chiếc này là 16 củ nhá. Đó, 16 triệu cho anh em. Tiếp theo là một chiếc Liberty. Đó, 125 FI full xăng điện tử anh em nhé, biển số 61 Bình Dương luôn. 61 Bình Dương. Đang đợi cho em với giá là 11 triệu nhá. Chiếc này đợi anh em với giá 11 triệu luôn anh em. Rồi, con xe này cũng Bentley à. Bentley, chiếc này là Bentley nhá. 150 của Italia nhá. Đó, FI full xăng điện tử luôn anh em. Hàng này chạy bao phê nó giống ISH luôn anh em. Biển số Sài Gòn đấy cho em với giá là 17.500.000 nhá. Con này thì y chang SH luôn, không khác gì luôn anh em. Chạy cực kỳ sướng luôn. FI full xăng điện tử. Anh em nào mà đang tính mua SH thì mình cứ từ từ mình tham khảo trước này nhá. Y chang luôn, giá có 17.500.000 thôi. Rồi đây. Và tiếp theo là một chiếc BCX này, đời cao cấp đèn nét anh em, biển số 64. Đấy, chiếc này thì xe cũng máy móc zin, giấy tờ đầy đủ. Đang để cho em với giá là 25.500.000 anh em nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn anh em, 25.500.000. Rộng rãi thoải mái ha. Đúng rồi, cái này ngồi đi đường xa rồi, rất là thoải mái lắm chị. Cốp rộng này, ngồi dài đi rất là sướng luôn anh em. Nói chung chắc các cái dòng mà Honda thì nó là BCX này chạy sướng nhất. Còn AB với dòng Vision chạy không bằng mấy dòng này được. Ngồi nó rất thoải mái. Tiếp theo một chiếc đời đầu này, đời 2011 nhá. Hàng này chạy rất là sướng này. Biển số 12 Vũng Tàu. Đang để cho em với giá là 15 triệu nhá. Chạy rất là phê luôn anh em. Ngày xưa mua 5-60 triệu rồi còn có 15 triệu thôi anh em. Rẻ như một chiếc xe Way với Suzuki cũ thôi. Chạy rất là sướng. Rồi, tiếp theo là một chiếc hai chiếc Ligan 200cc. Đó, 200cc đang xả lỗ cho anh em. Chiếc này biển số 37 Nghệ An. Đang để cho em với giá là 27 triệu này. Đó, 27 triệu nhá. Xả lỗ cho anh em luôn. Và chiếc này biển số 93 Bình Phước, đồng giá cho em luôn 27 triệu luôn anh em. Rồi, rất là mềm luôn nha chị các bạn. Đó với mẫu xe Bình thường đang bán tầm 30 đến 32 triệu mà giờ xả xuống 27 triệu anh em biết rồi. Xả lỗ để lấy tiền đáo hạn ngân hàng cho anh em luôn. Đó, lây gần 200cc nha chị ơi. 200cc thì... mà giá chỉ bằng một chiếc Suzuki mới bây giờ thôi anh em. Giờ anh em đi mua chiếc Suzuki mới giờ nó cũng tầm 25 đến 28 triệu rồi. Chiếc này thì có 27 triệu thôi anh em nhé, 200cc luôn. Xe còn máy móc zin, giấy tờ đầy đủ anh em nhé, chạy cực kỳ sướng luôn. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo là một chiếc FZ150. Xe này là độ cà phê rất là đẹp anh em nhé, độ phong cách cà phê. Anh em nào mà muốn chơi cái dòng uống cà phê thì đi con này. Biển số 59 Sài Gòn. Giá cực kỳ rẻ cho anh em, chỉ có 16 triệu thôi anh em. Rẻ hơn cả một chiếc Suzuki luôn anh em ơi. 16 triệu cho một chiếc FZ150 độ cà phê. Đó. Trong này là hai chiếc FZ FI full xăng điện tử anh em nhé. FI full xăng điện tử này, cực kỳ đẹp nhé. Chơi biển số 60 Đồng Nai. Đang để cho với giá là 18 triệu nhé. 18 triệu một chiếc FZ. Chiếc bên trong luôn. Biển số 83 Sóc Trăng. 18 triệu đồng giá luôn anh em. FZ 150i nha chị các bạn ơi. Đồng giá 18 triệu hai chiếc nhé. Đó. Quá rẻ cho anh em luôn. Anh em hãy nhanh tay là bốc máy lên ngay cho cửa hàng nhé. Đấy, để có ưu đãi nhận những nhiều phần quà hấp dẫn cho anh em. Rồi đây, tiếp tục mô tô mini à. Tiếp theo là 125 SVM Husky nhá. Con này là 125 màu trắng rất là đẹp, biển số 65 Cần Thơ. Chiếc này cũng đang xả cho anh em với giá chỉ còn là 18 triệu thôi anh em. 18 luôn, 18 triệu luôn. Quá rẻ cho anh em. Bình thường giá thì trường lên tầm 22 đến 24 triệu. Rồi còn 18 triệu anh em nhá. Xả sập sàn cho anh em mình luôn. Đây, tiếp theo là một chiếc mô tô mini luôn. Đây còn ít của Thái nhá. Đấy, GB của Thái này. Biển số 61 Bình Dương. Để cho em với giá 14 triệu 500 nhá. Đêm non ít nha chị các bạn. Đây. Hai cái bô hai bên chạy rất là hoành tráng luôn, rất là ngon. Mà chỉ có 14 triệu 500 thôi nha. Quay cặp bô này cho anh em mình xem rồi, rất là ngầu. Các bạn nào mà cao tầm 1m4, 1m5 là đi xe này rất là ok nhá. Đó, kiểu dáng xe này rất là đẹp nha chị. Xe này hình như không có côn tay anh, phải không? Đúng rồi, cái này không có côn tay nhá. Chạy nó giống như xe Way, xe rút bình thường thôi. Như các bạn nào, mà muốn chơi mô tô mà nhỏ nhỏ thì mua con này về đi rất là ok. Nó chỉ có mười mấy triệu bạc thôi, quá rẻ luôn anh em. Mini kiểu dáng đẹp lên chị. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Chiếc này là GBX Man 300. Chiếc này là 300cc chạy đúng cà phê đi phần đường xa thì quá ok luôn. Con này mới chạy có hơn 1000 cây thôi anh em, 2000 cây à. Biển số 72 Vũng Tàu nhá. Đang để cho em với giá chiếc này là 41 triệu nhá. 41 triệu anh em, quá đẹp quá mới luôn. Rồi tiếp theo mình là quay mấy cái dòng tay ga anh em nhé. Honda Click này,
biển số 93 Bình Phước. Chiếc này để cho với giá là 9 triệu nhá. Đó. 9 triệu một chiếc Honda Click. Cực kỳ đẹp luôn anh em, máy móc êm, giấy tờ đầy đủ luôn. Tiếp theo một chiếc Click màu đen này cũng đồng giá luôn, biển 70 này. 9 triệu đồng giá cho anh em luôn nhá. 70 Tây Linh. Đồng giá 9 triệu cho anh em luôn. Rồi, hai Jetta. Rồi tiếp theo là hai Jetta biển số 60 Đồng Nai. Đấy, ngày xưa một thời cũng mua 30-40 củ, bây giờ chỉ còn cho anh em với giá là 6 củ thôi anh em. À, chiếc này như là lúc xưa là một thời có đại gia đi nè. Đúng rồi, bây giờ thì còn có đi nè. Xả cho anh em luôn, 5 củ 8 nhá. Với lại là mấy cái dòng mà nô ấy anh ha. Đúng rồi. Cái dòng nô đầu tiên á, nô 3, nô 4 rồi ha. Vào nô 4 ngày xưa đó. Nhưng mà chiếc này ngon hơn nô 3, nô 4 nè. Máy móc có zin lên chạy rất là sướng anh em nhá. Đấy. Chỉ có hơn 5 củ thôi anh em. Rồi, tiếp theo là hai chiếc Elizabeth FI full xăng điện tử nhá. Đó, FI full xăng điện tử luôn anh em. Chiếc đầu tiên là biển số 93 Bình Phước này. Bình Phước đang đợi cho với giá là 8 củ nhá. FI full xăng điện tử luôn anh em. Xe cực kỳ đẹp, máy êm, tiền nào của đó anh em ơi. Có nhiều chiếc nó tầm 5-6 củ không có mà xe nó dập nát này nhá. Chảy xước dập nát, 5-6 củ không có. Còn chiếc này là 8 củ, tiền nào của đó anh em nhá. Mình đừng so sánh xe đắt hay xe rẻ anh em nhá. Đó. Tiếp theo là một chiếc này biển số 59 Sài Gòn. Thì chiếc đang đợi cho với giá là 6 triệu rưỡi nhá. Đấy, tiền nào của nó. Hai chiếc y chang. Chiếc này 6 triệu rưỡi anh em nhá. Nhưng mà xe cũng rất là đẹp chứ không phải là chảy xước anh em nhá. Máy móc zin, FI full xăng điện tử, xe rất đẹp. Tiếp theo là một chiếc Tayga 50 này. Có biển số 60 Đồng Nai. Màu cam cam trắng trắng nhìn cũng rất đẹp anh em ơi. Màu cam trắng rất đẹp luôn. Đang đợi cho với giá là 13 triệu anh em nhá. Wow, chiếc này gọn đẹp nha anh chị và các bạn ơi. Mua về cho con em mà đi học được nè. Chỉ có 13 triệu cho anh em một chiếc này nhá. Đó. Nó gọn đẹp ha. Đúng rồi. Ai mà mua đi chợ hay đi chơi uống cà phê thì bao đẹp cho anh em luôn. Rất là xinh xinh. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là một chiếc 50 màu trắng là dành cho học sinh đi học, là biển số 61 Bình Dương. Đấy, cho em với giá là 13 triệu luôn anh em. Đó, 50cc nhá, 13 triệu luôn. 13. Rồi, bên đây luôn. Tiếp theo là hai chiếc Goya Honda. Chiếc này biển số 72 Vũng Tàu đang để cho với giá là 9 triệu rưỡi cho anh em này. Honda nhá, máy móc êm, giấy tờ đầy đủ, 9 triệu rưỡi nhá. Và chiếc kế bên biển số 52 Sài Gòn, 8 triệu cho anh em luôn. Đó, 8 triệu nhá. Rồi, ok anh em, tiếp tục. Và tiếp theo là chiếc Sirius màu đen, bên trong là xe mới luôn nhá. 50cc xe mới. Đó. Chiếc này để cho với giá là 14 triệu nhá. Bao số đơn cho anh em luôn. 50cc xe mới 14 triệu. Sigut 50 ha. Đúng rồi, có số đơn luôn. Xe mới tinh. Đây là xe mới, còn sót lại một hai chiếc mình đang xả luôn cho anh em. Rồi. Chiếc này là xe Sigut của hãng này, biển số 59 Sài Gòn. Đang để cho với giá là 12 năm nhá. Rồi, 25. Sigut bản bánh mâm thắng đĩa, Sigut Nhật nha anh chị. Nhật. Rồi, tiếp tục bên khu vực bên đây còn mô tô mini nữa nha anh em. Tiếp theo là Goya anh em ơi. Goya biển số 36 này, đang để cho em với giá chiếc này là 12.8 nhá. 12 triệu 8 này, Goya này, cực kỳ đẹp luôn anh em. Và đây là ba chiếc Goenfa anh em nhá. Goenfa lốc đen lốc trắng này. Đầu tiên chiếc biển số này là 63 Tiền Giang. Chiếc này cũng còn dọn từ A đến Z rồi. Khá đẹp luôn anh em nhá. Để cho em với giá là 19 củ này. Đấy, dọn từ A đến Z 19 củ cho anh em. Full từ trong ra ngoài luôn rồi anh em nhá. Kế bên là một chiếc Goenfa lên ZX này. Biển số 51 Sài Gòn. 51 Sài Gòn, để anh em đồng giá luôn 19 củ luôn anh em. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Alpha lên rất đích luôn. Và tiếp theo một chiếc Alpha lúc đen nhé. Xe cũng khá đẹp luôn anh em, biển số 61 Bình Dương. Chiếc này đang để trên với giá là 17 nhé. Đó, 61 Bình Dương, 17 củ cho anh em luôn. Anh em nào yêu thích Alpha lúc đen lúc trắng thì liên hệ ngay cho cửa hàng Vinh Béo nhé. Còn mấy chiếc nhé, xe dòng này chạy rất là bền, máy rất là ok luôn anh em. Rồi, tiếp tục. Và tiếp theo là một chiếc Tay chiếc 50 xe số này, Engen 50 này. Chiếc này mang biển số 67 An Giang nhá. Đang để cho với giá là 11 triệu nhá. 67 An Giang 11 triệu cho anh em. Dạo đi máy móc rất là êm, rất là đẹp luôn anh em. Rồi, tiếp theo đây là một chiếc Honda MX, trong nó còn 3 chiếc Honda MX luôn. Dòng là 125 của Thái, chạy rất là sướng anh em nhá. Chiếc là mang biển số 66 Đồng Tháp này. Đấy, đang để giá rẻ cho anh em luôn. 24 triệu một chiếc anh em nhé, đồng giá luôn, 24 triệu một chiếc. Xe đầy cao anh chị, LED đầy cao, đèn LED nhé. Chiếc này biển số 93 Bình Phước này, 24 triệu này. Chiếc này biển số 60 Đồng Nai, 24 triệu luôn anh em. Đồng giá 3 chiếc anh em chọn chiếc nào cũng được nhé.
Đó, em cũng có đăng trên YouTube và TikTok là cửa hàng xe máy Vinh Béo nhé. Fanpage hay TikTok là gì đó, cửa hàng xe máy Vinh Béo cũng đăng rất nhiều trên đó. Ok, vậy các bạn mình có quan tâm nhé. Những mẫu mini cần coi chi tiết thì có thể liên hệ nha. Tất cả những mẫu xe luôn nha anh chị. Đúng rồi, số hotline thì có trên trang cá nhân, anh em cứ bấm vào liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Tiếp theo là một chiếc chiếc này thì khách cọc rồi nhá. Rồi, cho qua. Khách cọc rồi, bỏ qua. Còn chiếc này là chiếc Best này, biển số 61 Bình Dương. Xe này khá đẹp luôn anh em, đang để trên với giá là 21 nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn anh em. Nhỏ gọn ha. Đúng rồi, xe Best biển số 61 Bình Dương. Còn chiếc này thì xe này là xe nhà. À, dọn, xe nhà nó đi ha. Dọn chơi, dọn kiểng, dọn chơi nhá. Rồi, không cho bán. Qua. Cái đó là một chiếc này. Raider Sunker màu hồng. Em ưa màu hường nhá. Đấy. Thích màu hường, ghét sự giả dối. Biển số 71 Bến Tre. Đang để trên với giá là 13 củ anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho anh em luôn. Máy móc thì thầm mùa xuân. Tiếp theo là một chiếc Sirius 50. 50cc đời mới bây giờ luôn nhá. Nó khách mới mua đi được mấy tháng mà mua cho con đi học mà kẹt tiền có bán lại này. Biển số 66 Đồng Tháp. Đang để trên với giá là 12 củ nhá. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Quá mới luôn. Rồi, tiếp tục đây. Và tiếp theo một chiếc Dream. Super Dream Việt Nam anh em nhé. Super Dream của Việt Nam, lắp ráp mới 95%, biển số 83 Sóc Trăng. Đang để cho em với giá chiếc này là 13 củ anh em nhé. Đó, 13 củ cho anh em. Tiếp theo là Charlie 50cc mẫu mới em nhé. Đấy, còn một chiếc duy nhất Charlie 50cc thôi. Chiếc này thì xe mới, đang để cho em với giá chiếc này là 14 triệu bao suất hóa đơn. 14 triệu bao suất đơn anh em nhé. Xe mới tinh 50cc. Và chiếc xe là chiếc xe Win. Xe Win 140cc. Đang để cho em với giá là 15 triệu bao suất hóa đơn. Đó, 15 triệu bao suất hóa đơn cho anh em này. Còn chiếc bên trong là chiếc Win 130cc. Xe mới luôn. Cũng giá 15 triệu bao suất hóa đơn cho anh em. Đấy, Win 130 với lại Win 140 nha. Đúng rồi, nó thì khác nhau phân phối thôi, nhưng mà nó hình dáng nó y chang. Nó trên nó giá nó bằng nhau luôn, 15 triệu bao số đơn cho anh em luôn. Đó, thì lấy giờ anh em cũng thăm khảo hết cái cửa hàng xe Vinh Béo mình rồi. Anh em mà cần cái xe nào đó liên hệ ngay cửa hàng Vinh Béo gần vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương. Hỗ trợ trả góp, ship xe toàn quốc cho anh em nhé. Đó, nay em xả hết tất cả các loại mô tô, tay ga, xe số này để lấy tiền đáo hạn ngân hàng. Đấy, trong 1-2 tuần này mình đáo hạn ngân hàng, anh em cần xe nào liên hệ trực tiếp qua cho em. Em có đăng trên YouTube hay Fanpage hay TikTok của cửa hàng xe máy Vinh Béo nhé. Anh em vào đó ủng hộ cửa hàng nhé. Cuối video thì cũng chúc tất cả anh em có một ngày mới, tháng mới vui vẻ, an hạnh phúc nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn vào video tiếp theo nhé. Rồi, cảm ơn anh. Okay, đấy, một lần nữa thì anh chị các bạn mình thích cho em xin một like cũng như là một lượt chia sẻ mạnh nha anh chị các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới từ bên em nha anh chị các bạn ơi. Cảm ơn anh chị các bạn mình rất là nhiều luôn. Và em xin kết thúc video tại đây nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.